Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cái Răng thành phố Cần Thơ vừa ký quyết định phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Cảnh Thờ, sinh năm 1997, quê quán tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, về hành vi hiếp dâm. Theo thông tin ban đầu, chị Hồ Thị Tờ, sinh năm 2000, ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, và Thờ quen biết nhau qua mạng xã hội Zalo vào khoảng đầu tháng 10 năm 2019. Chiều 3 tháng 11, Thờ chạy xe máy đến nhà chở chị Tờ đi uống rượu tại một quán ở quận Ninh Kiều. Khi đến quán thì cả hai cùng uống rượu với một người bạn của Thờ. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, bạn của Thờ đón xe taxi về trước, còn Thờ chở chị Tờ đến quận Cái Răng chơi. Lúc này thì Thờ nảy sinh ý định giao cấu với chị Tờ, nên nói với Tờ tìm nhà nghỉ để nghỉ, nhưng chị Tờ không đồng ý và kêu Thờ chở về nhà. Tuy nhiên, Thờ chở chị Tờ đến đoạn vắng trong khu dân cư thuộc khu vực 3, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng rồi đè chị Tờ xuống nền đường để thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, Thờ chở chị Tờ đến cổng siêu thị rồi đón taxi cho chị Tờ đi về nhà. Sáng hôm sau, chị Tờ đến cơ quan công an trình báo sự việc. Bước đầu qua làm việc và đối chất tại cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng Nguyễn Cảnh Thờ đã thừa nhận hành vi phạm tội.